Bạn đang cần tiền nơi thật uy tín để Blink Goodbye giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua somoviet.vn của Mobile nha. Nhìn đầu clip là các bạn biết ngay luôn đúng không? Thủy từ mặt trăng anh em ơi. Điêu tiền thủy từ mặt trăng cầm trượng, xoay trượng, ngầu như cái bồn cầu. Và đây chính là cái siêu phẩm sắp tới sẽ xuất hiện ở Liên Quân Mobile cùng Vương Giả Vinh Diệu. Liên Quân thì Điêu Thuyền, Vương Giả thì Vương Chiêu Quân. Cả hai game đều đang bị anime xâm chiếm, tiếp tục xâm chiếm và xâm chiếm liên tục luôn. Thôi thì cũng chấp nhận chứ biết làm thế nào, bởi vì game anime mà anh em ơi. Anh em không thích anime thì anh em có thể chơi game khác, có anh em yêu thích anime. Và đặc biệt là bộ phim hoạt hình Thủy Thủ Mặt Trăng, tất nhiên là các bạn gái rồi thì có lẽ thì sẽ mê và có thể comeback lên cơ bài hoặc là chơi lên cơ bài đấy nha. Còn bây giờ mình chơi Điêu Thuyền. Ơ kìa, xíu máu mà ra mít cả. Ơ kìa, đây này, cái gì vậy hả? Mình có làm cái gì đâu anh em ơi, tự nhiên được đôi mạng quá là ngon. Điêu Thuyền bây giờ là vị tướng có thể nói là out meta rồi, thực sự là out meta rồi anh em ơi, đóng băng không trúng phát nào nhưng mạng thì cứ ăn liên tục. Không hiểu kiểu gì đúng không anh em ơi, bởi vì đơn giản mình đóng băng hack não tướng địch đây nhưng mà có dính được đâu, có trúng phát nào đâu anh em ơi, nhưng ăn mạng thì vẫn đều đều. Thế nó mới ghê gớm cơ. Vị tướng bị ao meta sắp tới thì có sẽ thay đổi mới nhá, thay đổi sẽ hướng về cái bộ kỹ năng của Vương Chiêu Quân, vừa đi vừa xài chiêu cuối, vừa xài chiêu 1 xài chiêu 2 được đấy. Xịn sò con bò thế này thì chắc chắn đi, với cái trang phục mới và cái sự thay đổi mới của Điêu Thuyền thì Điêu Thuyền sẽ comeback chắc chắn luôn. Một con tướng hot pick pháp sư đứng giữa hoặc thậm chí là trợ thủ cũng được, nhưng mà sẽ rất là khỏe anh em ơi. Mặc dù vẫn kém cơ động như cũ nhưng cái bộ kỹ năng rất là dễ dùng và cái bộ kỹ năng diện rộng khống chế. Cái chiêu cuối thì có thể đóng băng tướng địch được, ôi tuyệt vời ông mặt trời. Thế thì thôi chắc chắn nhiều anh em sẽ lại chuẩn bị hiến máu thôi, chứ cầm thủy thủ mặt trăng đi combat thì cảm giác như thế nào nhỉ, chưa biết đâu anh em ơi. Và cái biến hình như nào mình cũng chưa biết luôn. Có một đoạn hé lộ ở đầu clip thì cái này mình cũng không biết là nguồn ở đâu, thì cũng sorry mọi người là không biết ghi nguồn ở thế nào. Nói được cái một đoạn chia sẻ về cái sự hợp tác mới thôi. Ok, đâm mạng rồi, đóng băng thì như cái CC, nhưng mà ăn mạng thì cứ phải gọi là siêu ông chùm KS, bà hoàng lát hít, chúa tể ăn hơi. Tới đây anh em ơi, chạy đi đâu, trời ơi, bây giờ đợi hồi cái chương 1 thôi là... kìa, cho mình xin. À thôi, để Lữ Thần Ánh Sáng Illumia ăn tí mạng chứ mình 3 phút 5 mạng rồi. Loang quang cũng có mạng, mà thực ra con Điêu Thuyền này đầu game có mạng cũng dễ nha, nhưng mà cuối game nó sẽ rất là khó chơi. Thực sự cuối game rất là khó chơi luôn, đặc biệt mà gặp đội hình team bạn kiểu cơ động một tí thôi là đóng băng không kiểu gì chống được. Mà cuối game với lượng máu yếu ấy, thì chúng ta rất là dễ bị bay màu. Với cả cuối game team bạn hồi chiêu cũng nhanh, ném chiêu kiểu gì cũng phá được lớp giáp của các bạn. Rồi khi đó thì chỉ cần bị đóng băng, chỉ cần bị CC hay là bị áp sát một tí thôi là các bạn bay màu. Cái lượng giáp của chiêu cuối thì cũng ok đấy, cũng to đấy, nhưng mà chúng ta phải đứng im xài chiêu cuối. Đóng băng thì không dễ trúng rồi. Đây là out meta anh em ơi. Do là mọi người chơi hay quá nên skin, nên skill ghê quá, chứ không phải là chất tướng nó thay đổi đâu. Sắp tới thay đổi tăng sức mạnh cơ. Rồi, đóng băng. Kìa, chẳng ai chạy ra băng của mình hả? Ôi dồi ôi, thì bạn không thèm để ý đến bé Điêu Thuyền luôn. Cay thế nhở? Rõ ràng mình xanh vậy mà, sao không đánh mình? Thế thì mình đặt chiêu, mình... Kìa, vẫn có mạng em ơi. Ôi, đúng là một trận đấu nó thú vị vô cùng luôn. Không hề đóng băng trúng phát nào, nhưng ăn mạng 7 phát rồi.
có một cái sự gì đó nó hơi 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 bị thú vị ở đây. Thôi, đáng quá mà thôi, chấp nhận cái khả năng đóng băng như cái cần què của mình đi. Tới đây, tiếp tục là ta tới, ta vòng ra phía sau, ta chặn đầu rồi ta lém cái chưa một vào đầu là có mạng. Tá mạng em ơi. Thôi có lẽ trận đấu này là một cái trận đấu mình cũng chỉ chơi vui thôi nha. Ăn hôi nhiều quá trời luôn. Mình có những mạng mình tự mình ăn hôi được, bởi vì team bạn tự nhiên dâng cái mạng cho mình hai cái mạng đầu của Aoi với cả của Zeus. Sau đó thì tới ăn hôi liên tục. Quá kỳ gặp, đúng là ông trừ ăn hôi. Sắp tới mà anh em chơi điêu thuyền mà cứ thế này thì cầm siêu phẩm thì thử mặt trăng nữa thì ối giời ơi nhở. Alice sẽ có cái trang phục hợp tác với thủy thủ mặt trăng đấy, đó là cái trang phục của nhân vật Chibi USA. Mình cũng không xem phim thủy thủ mặt trăng nên mình cũng không rõ, nhưng mà chắc là nhiều anh em ở đây sẽ biết. Và cái anh chàng đeo mặt nạ đen thì đó, mặc quần áo đen đeo mặt nạ ấy, thì đó là hợp tác với Endor. Cũng là đóng băng điêu thuyền phải bình tĩnh chứ anh em ơi, cái tình hình này là hụt hết rồi, không đóng băng chúng có nào luôn. Đúng là ông trùm điêu thuyền tôi xong đi rồi. Cuối cùng thì ông trùm điêu thuyền cũng phải lên bảng điểm số vì khả năng đóng băng quá gà. Ôi ôi, độ BC Edon, độ BC cân sạch đi mình luôn. Quá ghê gớm anh em ơi, tình hình có khi là mạng về hết mình thế này thì team thua rồi. Và trận này thua thì biết lỗi tại ai anh em ơi, biết lỗi tại ai rồi nha. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.